Bạn có từng cảm thấy rằng mình bị theo dõi? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bạn khi bạn đang chơi Minecraft. Đừng vội nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì hôm nay chúng ta sẽ khám phá một trong những bí ẩn đáng sợ nhất trong thế giới Minecraft. Đó là câu chuyện về Billy, một thực thể ám ảnh, khiến cho những người chơi Minecraft phải rùng mình. Billy không chỉ là một nhân vật trong trò chơi, hắn ta là một phần của giải creepypasta nổi tiếng, đã xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2019. Nhưng sự xuất hiện của Billy không phải là chuyện tình cờ. Đây là câu chuyện về cách hắn đã xâm nhập vào trò chơi yêu thích của bạn và biến mọi thứ thành một cơn ác mộng. Lưu ý, những hình ảnh trong video chỉ mang tính chất minh họa. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về Billy. Billy xuất hiện như một thực thể trắng xóa với nụ cười nham hiểm, luôn khiến người chơi cảm thấy hồi hộp và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn. Hắn ta không đơn thuần chỉ là một bóng ma, mà là một sinh vật tấn công tâm lý, khiến bạn cảm thấy căng thẳng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự xuất hiện đầu tiên của Billy là vào tháng 8 năm 2019 trong phiên bản Minecraft PC Edition 1.12.2 trở lên. Đây là thời điểm mà những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện trong trò chơi, từ những biển báo bí ẩn đến những âm thanh lạ lùng. Nhưng làm thế nào để bạn nhận ra Billy khi hắn xuất hiện? Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất là cảm giác như có ai đó đang theo dõi bạn. Trong khu mỏ, bạn có thể nghe thấy những âm thanh nhạc lạ lùng, không giống như bất kỳ bản nhạc nào trong trò chơi. Thậm chí, bạn có thể thấy những bảng hiệu với dòng chữ Hello, I am Billy, let's be friends or we... Xin chào, tôi là Billy, hãy làm bạn với tôi nhé. Nếu bạn thấy những dấu hiệu này, thì hãy cảnh giác. Billy không phải là một thực thể dễ chịu. Billy không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sự hồi hộp, hắn ta còn sở hữu một sức mạnh đáng sợ. Nếu bạn từ chối làm bạn voi Billy, hắn ta sẽ trở nên tức giận. Trên thanh thông báo của bạn, dòng chữ we will be friends, chúng ta sẽ là bạn, sẽ hiện lên liên tục, cho đến khi bạn bị giết. Không chỉ vậy, server của bạn có thể bị hỏng, khiến bạn không thể truy cập lại. Billy sẽ không dừng lại cho đến khi hắn ta hoàn toàn thỏa mãn. Điều này đồng nghĩa với việc, khi bạn gặp Billy, bạn cần phải chuẩn bị cho những hậu quả nghiêm trọng. Vậy nếu bạn gặp Billy, bạn nên làm gì? Đầu tiên, hãy giữ bình tĩnh. Điều quan trọng là không để cảm xúc của bạn lấn át lý trí. Và bạn hãy làm bạn với hắn. Khi bạn cảm thấy an toàn, hãy nhanh chóng thoát khỏi server. Đừng để Billy có cơ hội làm hỏng trò chơi của bạn. Sự bình tĩnh và phản ứng nhanh chóng chính là chìa khóa để bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của Billy. Trong cộng đồng Minecraft, câu chuyện về Billy không phải là phổ biến. Tuy nhiên, một phiên bản nổi tiếng trong thể loại creepypasta kể rằng Billy là một nhân vật bí ẩn xuất hiện trong các phiên bản Minecraft không chính thức. Câu chuyện bắt đầu khi một người chơi tình cờ tải xuống một bản mod lạ và bắt đầu chơi. Đột nhiên, thế giới trong game biến đổi và những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra, đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu đáng sợ mà họ không bao giờ quên. Trong khi khám phá thế giới mới, họ phát hiện ra một ngôi làng kỳ lạ mà chưa từng thấy trước đây. Ngôi làng này không có cư dân, chỉ có những ngôi nhà hoang phế và một ngôi mộ nhỏ. Khi người chơi đến gần ngôi mộ, họ thấy một tấm biển gỗ với dòng chữ Billy 1996. Không lâu sau, khi người chơi quay lại thế giới chính, họ nhận thấy các yếu tố kỳ lạ trong game. Các khối đất và đá tự nhiên di chuyển, các mob hoạt động bất thường, và đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân vật nhỏ bé có tên Billy. Billy không thể được nhìn thấy rõ ràng và thường chỉ xuất hiện trong góc nhìn, làm cho người chơi cảm thấy bị theo dõi. Trong một số trường hợp, khi người chơi cố gắng chạm vào Billy, game sẽ bị đơ hoặc bị lỗi nặng, đôi khi dẫn đến việc mất dữ liệu hoặc phải cài đặt lại game. Cuối cùng, câu chuyện về Billy không có kết thúc rõ ràng và vẫn còn là một điều bí ẩn. Có người cho rằng Billy là một phần của một trò đùa tinh quái trong cộng đồng, trong khi những người khác tin rằng đó là một phần của một mod chưa hoàn thiện hoặc thậm chí là một lỗi lập trình không thể giải thích được. Dù sự thật về Billy là gì, câu chuyện về nhân vật bí ẩn này đã tạo ra nhiều sự tò mò và hồi hộp trong cộng đồng Minecraft, khiến nó trở thành một phần thú vị của các truyền thuyết creepypasta trong game. Cộng đồng Minecraft cho rằng việc gặp Billy là rất hiếm, nhưng sự xuất hiện của hắn ta luôn để lại dấu ấn sâu đậm và cảm giác hồi hộp, thậm chí là kinh dị. Nếu bạn thực sự muốn thử thách số phận và tìm gặp Billy, bạn có thể thử sử dụng cheat The Orphana. Cheat này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống rùng rợn và yếu tố kỳ bí mà Billy mang lại. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích bạn làm theo và tôi không biết rằng nó có hay không, nhưng xác suất gặp phải Billy là khá nhỏ và bạn nên cẩn thận. Hãy nhớ rằng, những bí ẩn như Billy có thể mang đến những trải nghiệm thú vị, nhưng cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định khám phá. Nếu bạn đã từng gặp Billy hoặc có bất kỳ câu chuyện nào liên quan, hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận.
video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay.